Bà, ok, bà xuất đây từ ngọc nia. Bà chân, bà xong rạp ngày nít dương, bà cho là bà mê riêng tì pram mối. Bà tệ tương nâng implementing group policy. Bà chân, một nâng sắc xa lùm ạ thông pi bà mê riêng tì pram mối, bà nè từ ngọc nia trâu dương, bà pi khlâm xa này bà trong non chương mê riêng bà dương nít bà đâm bay nhận ngọt nia bàn chia bà sân nhán bà xâm rạp sắc xa lúc ất ông pi mê riêng tì mùi bà chân pi implementing nhận ngọt nia đang hơi bà tẹt tao nâng ca bà pra rư có ca à nụ bọt bà group này cứ crom cứ bà chia bọn đông này ở vầy mối bà đôi chỉ crom user dương ai đã user chỉ trang mà Chrome computer dương ai đã computer chỉ trang mà Chrome mới chỉ đạt phần là Chrome nó tính vào dương cứ xong đào từ lưu Chrome này và policy và hai policy đó nó nên đăng hai cứ bà bọt bằng nhát rồi có bọt bằng chia bà tệ tương nâng bọt bằng nhát rồi bọt bằng chia bà chỉ bạc chỉ đạt nhé okay. Bà chân implement group policy này dương ai dạy riêng chăm chỉ bọt bằng nhát bà chỉ bọt bằng chia xem bà đầm bay bà đặt từ lứa bà user bà nâng từ lứa computer chỉ đạt bà đầm bay dương cầm nạp tha user nâng à ai thuê bán class nâng mình ai thuê bán class bà nâng lứa domain nâng nâng lứa đang cầm nạp này domain nâng bà rứa của dương ai cầm nạp tha computer nâng ai thuê ấy mình ai thuê ấy bà chương ở nít cứ chia ca bằng hai chia sành nhám và chia room này group policy và trên group policy nó cứ dương ai và chia bằng đông này bọt bài nhạc xem xét và đâm bay cầm nọt từ lưu và user và hai nâng từ lưu computer thật ta user hai nâng computer nó ai thuê ấy bán mình ai thuê ấy bán và nâng lưu domain nâng nè ok bản chân dương mơ bà chấm mạch đồng bộ và dưới tạo tạo nâng overview of group policy bà tạo tạo nâng dương này dây bà chỉ tu tế bằng pi group bà policy ạ chấm bán áp thì bài khá khá hỏi đồng bây bà chia sở nhán ở nhà thông học bàn chia sở nhán bà nghe sử dụng ca bà xoay anh dô bằng tó bản chân group policy này cứ chia ra chân nào xung quan mũi đài là anh ấy nhạt ở bà nè tầng ọc này nó cứ anh nhạt ở dưỡng đài chia bà domain admin nó bà dưỡng đài chia nè cực cơn bà mà xin domain controller nó bà dưỡng ai bà implement specific configuration for user and computer bà dưỡng ai cầm nọc configuration chạy lẹ và xâm rạp ở user hay computer được xâm bán áp thì bài kháng đàm chứng và dương ai cầm nọt từ lưu user hay nâng computer thả ai thư ấy và mình ai thư ấy nâng lưu đồng minh nâng và tì ho tệ tâu nâng cầm nọt và từ lưu và access và file chỉ đám nè dương ai cầm nọt permission via và read write rưu có tệ read ấy chỉ đám và chứng dương ai pra group và policy bà hơi bà group policy đứng bà đâm bay cầm nọ tha user hơi nâng computer ai thuê ai ban mình ai thuê ai ban nâng lơ bà domain đứng bà cứ bà dương trao ca group policy object bà chứng dương trao ca group policy object bà đâm bay cầm nọ tha user hơi nâng computer bà nơi con domain nâng ai thuê ấy mình ai thuê ấy và đây group policy object nâng chỉ ca phần môn phát đống và này ca cầm lọc xem xin và tên lỡ user hay nâng computer nâng và hai đâm bay bà tự tuôn bàn ok bà đâm bay ai bà bạc ca group policy object và ai group ca tự lỡ group policy object nâng bà cứ bẹp phong tầm nâng và group policy management console và chân nét ngọt nha ta cho tập can group và policy management và nét ngọt nha ba
group policy management mà vì bà bằng hai chỉ tiền mới bà dừng hào tha group policy management console bà chương tam giờ group policy management console bà dừng ai bà cao group policy object bà hỏi tam giờ group policy object nhưng dừng ai bà cầm nắp ca prime configuration bà nở lơ user hay nâng computer đâm bay cầm nắp tha user hay nâng computer nâng bà ai thuê a class hay mình ai thuê a bà nở lơ domain đâm bà ok bà chứ anh cứ chỉ ca nửa dây pi nửa dây chỉ tu tơ pi group policy ok bà chứ chấm lệnh mới tiết bà dừng sắc xa pi component of group policies bà tệ tâm nâng sở mạc sử thiết nây group policy bà chân dương miên sở mạc sử thiết bì sầm khăn bà nây group policy bà sở mạc sử thiết tí mũi kê ao chú mô tha group policy setting bà hai sở mạc sử thiết mũi tiết cứ group policy object bà chân ở vây chia group policy setting hay ở vây chia group policy object bà chân group policy setting bà tệ tâm nâng cầm nót ca cài prai chạy lẹ nà mũi bà dương ai cài prai tờ lơ user rư có tờ lơ computer bà cầm nót cài prai chạy lẹ dương mạch nhé ok bà cầm nót cài prai chạy lẹ dương mạch dương mơ by default và tệ tâm nâng tam lùm nôm đám nâng và group computer tiếng off để join domain tập can domain controller là mối chân user để log cho mà sân client để join domain nâng cứ by default cứ ai pra group trai tiếng off và chân dương ai thưa ca ca pra ở tì hoa dương ca pra tha up out về user để log cho tập can mà sân client để join domain nâng pra trai si ba này bản chân ca ca pra bẹp nâng cứ việc pẹp phôn tử nâng và smart thiết môi này group policy và điện ao chmô tha và group policy setting và xong đào từ lưu ca cầm nọt ca cài prai configuration chạy lẹ và ai cài prai từ lưu user rư có và từ lưu computer ok hai smart thiết môi tiết cứ group policy object và group policy object nít chia ca bộ môn phát đống group policy setting và chỉ ca bộ môn phát đống group policy setting và bộ môn phát đống như mình và đời xa group policy object mới kê ai miên cầm nọt ca cài prai nâng chỉ trạng và tí hô dương bà ca group policy object mới và tạm dạng group policy object nâng dương ai map network drive to our client và dương ai và deploy software to our user và dương ai deploy software tới ai computer hay những ai thưa ca nghiệp xây dựng thiệt bản bản chân anh nắng cứ cái ao chúng ta group policy object và chỉ cá promote đóng nay group policy setting và chân chỉ cá promote đóng nay ca ca prime xây và đời xa group policy object mỗi cái ai và thưa ca ca prime tràn bản nhé và riêng và các group policy object để mỗi và riêng ai prime đồng bay map network drive to our user của ban và đồng bay deploy software to our user của ban đồng bay và deploy software to our computer của ban và hai đường ai thưa càng nghiệp xem thiệt bản hai group policy object những chiếc ai apply via to our user to our computer rồi có tiền pì tiền user tiền computer và ok chứng và bắt đầu pì này tổng hợp này và vô tha group policy nâng kê sống đau lửa ấy hơi đăng pi smart sheet bọc group policy hơi và dương cho đau group policy object hơi khiêm bán ati bài mình hơi group policy object ní cứ chỉ ca bộ môn bất đông nây group policy setting và để ảnh nhạc ôi administrator đó. Và ai cầm nọt ca cái prai từ lưu user từ lưu computer và tha user hay computer nâng ai thử ấy mình ai thử ấy hơi group policy object mũi dương ai cầm nọt ca cài prai tràn bản à sai từ lưu đồng đầu ca của dương bản chân ở đây để dương tao đăng bẩm top và tẹt tao nâng group policy processing và
group policy processing bà chương group policy processing này cứ bẻ bòn từ nâng bà ca và ca group policy object hai nâng ca short và group policy object bà chương đội đại dương ban này dây pi khẳng đám bà tệ tăng nâng group policy bà đâm bay cầm nát ca ca prai từ lơ configuration bỏ user computer dương tàu cá group policy object bà hai đâm bay và group policy object ban và dương trâu bác và group policy management console và ok và hành chứng bẹp bọn tần nâng ca và các group policy object và vì chỉ rương mùi nghe sử dụng và nẹ tăng ọc nia kron tài và cho tập can group policy management hai nẹ tăng ọc nia ai chứ rương giờ ô dư rương có domain hay và ca bì mạo và hai bây giờ nè các anh em group policy object hay nè các anh em tập cho về tập can ở OU Nam Mùi và rước tập can ở domain ấy chỉ đám và hai group policy object mới nè và dương ai cho tập can ở OU Tràng Bàn ở thì họ đội ban bằng hai dùng group business và dương miền group policy object mới và dương cho mà ai OU New York user phong hay OU IT user phong bản chứng OU từng pi nâng từ tôi giờ policy nó về để dựng cái prime group policy object này bản nâng từ tôi giờ policy đôi kia ok bản chứng dựng cho mà đầm na ca này ca bậc ca thôi nâng chọn group policy tích ca bậc ca cứ nghe sửa thế này học này từ cho từ cán group policy management bản chứng dựng mà ca bậc hai tích mà khi mà cam thì dựng bà này cứ chi bà network diagram của chúng hay này server 2012 bà hay bà vị trí machine domain controller hay domain của chúng cứ là khmer.com khiom nâng bạc group policy object bà đâm bay cầm nọt ca cài prai từ lư user configuration hay nâng computer configuration bà xâm rạp user này machine bà domain user này machine client Windows server này bà chắc khiom bà server 2012 và tập máu dương ba g mà xin client mới tiết đồng bị dương thưa ca testing thì tiết dương miền ca testing ok này cứ server 2012 bây giờ và chương trong trong bình chạy pi và group policy processing và pe pon tận năng và ca bậc ca thôi nâng ca shop group policy object bản chân đâm bay cầm nọt ca cài prai từ lưu user computer dương tra ca group policy object hay group policy object dương ai shop từ can và OU same same và group policy object tại mùi nâng và chân bây là dương cài prai policy nâng role OU để dương ban shop group policy object nâng viên nâng tự tùa cho policy nâng ok, nít machine server và dương cham viên tích ok, chương dương lọc cho là một sân server và dương máu ok, hãy này một sân client chương lọc cho là một sân client hay client này bạn join domain đối hai ok chương dương mà server 2012 vĩnh là chương đầm bay bạc ca group policy object chỉ riêng mùi nghi thế và nè tổng hợp cho mà server manager và nó có dashboard này server manager này
bà nè tao khen em tool hay svay ra group policy management bà chứng tiếng nít cứ tao nâng group policy management console bà chứng tao nâng group policy management console nít bà anh nhá ở dương thưa ca cầm nọ xem từ lơ ca ca prai từ lơ user hay nâng computer bà chứng nè tao khen lia bà domain mà dương đi máu ok, hay khung này ở tiệm họ nó khung OU IT này, IT user này khi ông bắt card group policy object mới, và khi ông test bắt card group policy object mới, và chương này tao khung này right click vào view mode, ok, này tao khung này khởi thả create a group policy object in this domain and link it here. Chương bắt card group policy object nó khung domain này, và domain bây giờ cứ domain lacma.com, hay shop vì nào tí nít mà mình này thật cho vì chỉ môi nâng OU nâng cứ OU IT user ok bà chẳng nè tổng hợp đã chung một group policy object ở tí hò những đạp thà testing only ok hai dân click ok máu bà chẳng nè tổng hợp này khởi thà group policy object nít bà trong bàn bằng cá hai cho mà chỉ môi nâng OU IT user bà chẳng group policy object môi nít bà dương ai cho bà tập cam OU tràn bạn ở tì ho nè tao học nè tao cho một cam OU mà âm three user bà chứng nè tao học nè right click lơ âm three user OU ni máu hai nè tao học nè chữ rơ link an existing group policy object ok hai nè tao học nè chữ rơ group policy object bà dương để bàn tập cam mình máu cứ bà testing only ok, chẳng nè tao khnhi khởi tha group policy object tại mùi đấy, chẳng chọn OU IT user phong hay chẳng chọn mao chỉ mùi OU mà âm three user phong, chẳng nè để chẳng cầm nốt cái prime group policy object nè, và user nó không và OU IT user hay nó không âm three user này, và cứ và từ tua giờ policy và để chẳng bàn cái prime nè, ok, và chẳng nè tao tăng ca bất cả thay nâng cao shop group policy object bà chân dương bật to bà chụp lại một xin tiết bà bẹt toàn tần nâng group policy object can be linked at different level bà chân group policy object nâng cái ai shop về bà tất cả cầm rất xin bà cứ chỉ đúng cứ bay cầm rất bà tìm mỗi cái ai shop một căn domain bà shop một căn domain bà thì họ trong việc bây giờ cái cho bây một căn domain mới để miễn cho tha globalmatic.com chẳng phải xong bây giờ cho group policy object bà một căn domain bà cái hào tha add domain level bà chẳng ở vay vay nó không domain nâng 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 tựa cho policy nâng bà phê là dương cài phải nè ok bà hơi tí bì dương ai cho cầm lập OU bà ở vay vay tựa off vì nâng tựa giờ và ở vay vay tầng ở trong OU nâng vì nâng tựa giờ và ở vay vay để dân bạn cài lại nâng thì họ tiếp shop một căn OU và New York computer chỉ đạo và tí bay cũng rất sai và kho cũng rất sai nên vì thông thế và chân chỉ rúm chỉ tu tới kê cũng lo được shop vì mà cũng rất sai à còn tay bây giờ tôi cài shop cứ dân ai shop bạn và chân group policy và dân ai shop vì cũng rất và domain cũng là OU hay nhưng cũng là sai có cũng là sai chỉ tu theo cái mình mà apply thế hay tràn một pháp nó riêng khơi là tràn cũng là OU và tại sao OU này mỗi này mỗi nick riêng trong đặt policy biết xem xem kia nè ok riêng trong cũng là policy xem xem chẳng phía tràn cái pha lên cũng là OU ok chẳng và chấm nói mùi tiết riêng sắc xa pi và default bà group policy bà default group policy này bà sorry default group policy object bà ta ở với chia default group policy object bà chân default group policy object này cứ chia bà group policy object đại miền sạp bà nó về đại dương bà ban promote server people đặc biệt bà dương client chia domain controller bạn chẳng dân miên group policy và object P cho mà chỉ mùi sạp
cứ bà default domain policy hay nâng default domain controller policy bà chương đôi nhà tọc nề bàn khơi bà p là dương bà promote computer dương class chia domain controller máu kể nhà tọc nề khơi miền ở group policy p để miền cho mà sáp bà chờ testing đi. Ok miền phải hái nữa ăn lư à. Ok ok hello lư bây giờ mình đang chọn mút. Ok tỏ hello lư bây giờ nè. Ok bạn chứng đôi nhà tọa địa bàn khơi bà khi mình dây lần quanh tích tạ tăng nâng ở bà default group policy object bà default group policy object ní bà chia group policy object để miền shop bà chia môi server people đọc bì dân chia site nơi bây giờ dân promote via client chia domain controller nè bà miền default domain policy hay nâng default domain controller policy ok bà đôi nhận đọc địa bàn khơi bà nó chrome domain ní cứ miền group policy object mới bà ao chmua tha bà default domain policy hay nó chrome ou domain controller ní bà miền group policy object mới bà đại miền sắp cho mà nó cứ chmua tha default domain controller policy hay testing only mấy ní cái gì bà cá đó nè là khi mà lục với ngầm ao chả lắm bà hơi nó không bà nên ok đi ai mơ không ở group policy object OU này của bạn đó bà đi dựa bà cả mình tiếp sẽ kiểm lục vĩnh bà chân này ok đi trâu vô bì bà group policy object bà đại miên cho mà sạp nâng bà chân default domain policy này bà cứ cho mà chỉ mua domain bà chỉ mua domain bà chân rõ ca cài prai bà group policy object bà đại chứ mua tha default domain policy này bà viên nâng bác bó đau ở vây tiền ơ bà nâng khăn nông domain nâng bà chắc bà xin là dương cái price của nó từ lưu user bà user tiền ơ nâng khăn nông domain nâng mình tha nâng khăn nông OU IT user nâng khăn nông OU E4 OU M3 thế cứ viên từ tôi giờ policy nâng tiền ơ bà ok hai group policy object default mới tiết cứ default bà domain controller policy bà anh ấy cứ chọn một căn đường OU domain controller chẳng cả cái prime group policy object để chúng ta default domain controller policy này cứ về affect bà cứ về passport từ đầu tới away nó không OU bà lấy bà là nó không OU để mình chúng ta bà domain controller này thì bà đôi chi đâm bay ạ nhà ơi user diamond chỉ administrator ai lock cho domain controller bán và chức năng đặc biệt là một cái prime và default và domain controller policy và nó không đã đẹp cho mọi chỉ mua ou domain controller này và tiếp ai ơi user diamond chỉ administrator nó ai lock cho một cắn và domain controller bạn nhé. Ok bạn chứng ảnh chi group policy object để miễn phí cho một sạp để nè tăng ốc đi trâu dùng bà bật sân là nè tăng ốc đi trong pra group policy object để miễn sạp bạn là khi nhóm ao dịp bao nè tăng ốc đi cô tại bạc group policy object thamay bà đời xa về để dương bạc group policy object nông cô bầm nong ấy mũi cứ dương trâu đạch một group policy object nâng ai trâu rương bỏ dương màu bạn chứng dương crom tại cương một group policy object dương đăng tha group policy object nâng và trao bàn kê pra viết đầm bay thuê càng gì ấy. Ok bản chân chúng mình mới tiếp tệ tâm nâng group và policy preference và anh ấy có chia chúng mình mùi xong khán đá nè ngọc nê trâu chạp vào đóng và chân ở vây tớ chia group policy preference và chân group policy preference bà chia cái hào tha a set of client side extension introduced in Windows Server 2008 that increase the functionality of group policy object. Bà group policy preference này cứ chia
bà nghe ta chia bọn đông này ca bà này bà một người bọn thám bà từ lời khai ấn bà hai trâu ban kia nay nó mới score bà mình đây thật trâu ban đã hỏi tầm nơi cá bà nơi server bị bọn bầm bấy bà Windows server bị bọn bầm bấy máu hai kỳ bà viết đầm bay bà ca nở một người bà này group policy of chị bà chứng bà cứ chia bọn đông này một người bọn thám bà xâm rạp khai ấn ok trâu ban nay nó ở score bà nơi không Windows Server Pipon bấm bấy chẳng chạp đi Windows Server Pipon bấm bấy máu cứ miền ở Group Policy Preference bà đã chui bằng cán một nghĩa này Group Policy of chị bà chẳng Group Policy Preference ai chui ca nghe bàn môi chùm luôn bà ok không đi dừng lơ ca nghe xong khăn môi chùm luôn bà Group Policy Preference bà đôi chỉ tệ tăng tần nâng Map Network Drive bà map network drive này cứ dùng share folder nó lên server bởi dưỡng ok, ta ôi client còn là nó lên client mơ khương chia drive bà chân dùng hào tham map network drive hay dùng prao đồng bay ấy bà đồng bay nghe sử dụng ca tê data đầu viên client hay server này. Bà ai thưa ca nghiệp xe anh tiết đôi chia create, modify, delete network share để ta ca share xe anh xe nó lên bằng đáy nhưng ai và cao chứng ai chờ cái price chứng ai lục chế đàn bà ai pra group policy preference đồng bây group ground từ lơ local printer bà từ lơ map network printer ok ai bà cao thay nâng cái price local user account ai bà cao VPN connection hay nâng ai manage service xe ok trước khi bằng hai nhận ạ nên thích nhầm bì group policy preference bà ok chúng tôi đã nét tầng ốc này cho tập can ở group policy management hay nét tầng ốc này cài prai group policy object nhà mỗi đồng bày cầm nọt cài prai thật ta user hay computer nâng ai thử ấy mình ai thử ấy bà chúng nông cạn này nít trong edit default và group policy object mỗi để chọn một căn domain mà dưới cư lạc mẹ com bà chúng nét tầng ốc này right click máu hay giờ edit bà chân này tôi khuyên những khơi nhờ bà ở đây đại dương ai thuê ca cái phái bà nó không ở domain bà bộ dương bà lakme.com nữa ok chân dương ai cái phái computer configuration bà đồng bây cầm nó tha computer ai thuê ấy bán computer mình ai thuê ấy bán hơi dương ai cái phái mùi tiết lửa user configuration bà đồng bây cầm nó tha user ai thuê ấy bán user mình ai thuê ấy bàn bàn chân khổng nâng dân khơi miên preference bà dân cùng phong tay này dây dòng phí bà group policy preference bà đại group policy preference dân bàn ati bài hơi bà chia bận đông này một người bận thám xâm rạp client bà trao bàn này nôm nó khổng Windows Server Pipon bày máu chạp bì Windows Server Pipon bày làng máu hai cái bà viết đầm bày bằng cán một nghĩa này group policy of chị hay là vì ai thuê ca nghe mà chấm luôn nít mà hai miền ca nghe chỉ làm biết là ai thuê ok chẳng nè nó khi khơi miền ở preference chẳng nè nó khi bật lia preference nó máu mà Windows sắp thí như xâm rạp cầm nọt lửa Windows hay control panel nít xâm rạp mẹ này tự lửa ca nghe xếp xếp mà chẳng đôi Windows sắp thí như tạo tạo nâng ca nghe map trái nít nè nó khi khơi miền trái map kì nít xâm bàn map bì mất ok hai tạo tương ai tạo tương nâng file manage folder ok bà hai registry ấy chỉ đáp bà tạo tương control panel setting mà mình device folder option mà internet setting mà local user and group bà tạo tương nâng manage tờ lưu local user nên ok này khơi mình local user được group ok hai mình network option bà xâm rạp bà connect bà remote connection tam VPN được dial up connection bà power option bà ok bà này chỉ power option hay bà miên trang càng nghiệp xây tiết bà tệ tờ printer bà ca mà này tệ lưu printer nhưng ai share printer anh ấy tệ tờ network printer và TCP IP print
local printer sẽ kể hay và schedule task những ai cầm mặt càng nghe xem xem và ok và start menu chỉ làm chân nâng tệ tăng nâng group policy preference hay dương nâng thuê ở tì hoa bạch chạm mũi và tệ tăng nâng map drive và tệ tăng map drive cứ share và folder mũi bị client sorry bị server tờ ơi client có là client mơ khơi chia trải chân cái ao chung tham map network drive. Ok, chẳng dương bắt đầu tiếp và dương thơ activity mới và tệ tăng tầng nâng map network drive đòi pra group policy preference đòi dương ba là sắc xa mấy nít. Ok, và tờ ơi group user tiếng ổn nâng domain và chẳng nè tờ ổn nha tao đang tha ta shop group policy object nâng nâng lại nà và chẳng nè tờ ổn nha tao kết tờ lơ group policy object cái ai thưa cầm rật domain cầm rật OU hay nên cầm rật size chẳng đầm bay map network drive tại group user được ở trong domain cứ dùng tạo shop group policy object nhưng mà domain nhé. Ok mau domain bản chẳng đầm bay map network drive đòi para group policy preference tại group user được ở trong domain bà tìm mũi này tặng học nia từ share folder mũi nơi lưu một sinh server people đọc bí từ ai everyone hay permission này tặng học nia ai cầm nọc read only và rư tiền rư tiền rải ok sài lên tặng học nia cho nhạc cầm nọc bà bắt đầu một tiền bà này tặng học nia từ pra group policy preference bà đòi cho tập can group policy management hai chúng hiện mình top nên học này ai pra group policy object để miễn sát phần đặt pra này cứ pra cầm rập domain và để sao những chọn ao user từng học được domain rứa có bậc ca group policy object thứ mấy và ok và hay chúng những bậc ca thứ mấy chúng học pra miễn sát thế để sao những bậc ca thứ mấy mới những đặt chung một group policy object ở trong sách riêng mà mở và phần top mới những edit group policy object nè và đâm bay cầm nọt ca cái pra thả ta và user nó ai vừa ấy mình ai vừa ấy chắc là vậy để dương cái prime này cứ dương chọn bắt đầu chỉ map trái mũi từ ao user chắc dương clear và bắt đầu dương edit thấy và dương right click the default group policy rồi còn group policy object để dương ban bật cả nó hay dương edit bắt đầu mở nạp hàng com user và configuration nó cứ dương clear preference và hay dương mở window setting hay mở trải map và bắt đầu một tiết mà dương right click lên trải map nó giờ new hay giờ map trải và viên nó bằng hai tên new trải property mới và chân tên này chúng ta chạm vào rộng tí mới action và cái line action này cứ miên sẽ cầm phép mỗi chúng luôn là dương ai thuê bán miên create miên update miên replace miên delete và chân create này cứ bậc ca map trái mấy và chân dân up to mean map trái cứ dân dân create và hai delete cứ dân lục về cháu hai và replace mình này tha dân lục ở chắc chúng nó là mấy và person và dân mean map trái mùi hai và hai update cứ dân cài trái xem xe nhé. Ok và bắt đầu một tiết cho đau location và cứ ti tăng nơi share folder nó lên server people đọc bí nữa chẳng phải đây nè tặng học này share folder hay nè tặng học này copy và copy tì tăng nâng máu cứ cái hào tạm này bước pha nâng máu hay dùm một pha chung lại nâng máu và chẳng phải đây dùng share trái cứ trái nâng tự tuôn bán bị tì tăng nâng và phải đây dùng map này bước trái nâng vì tự tuôn bán bị tì tăng nâng nên mà sân server và hay chúm lệnh tốt cứ reconnect và reconnect này cứ bà dùng thích bia máu và đồng bây sale tập căn bà user bà ca cầm nọ bà user bà chắc phê để user log in cho mò căn bà con bà ca này mà xin để join được mình nữa bà viên nâng cho up nâu trái nâng mang tay mà đó. Ok hai label artist cứ chmua xé bà thì hồi cả này thì đã thành live xé bà chắc chmua nâng nâng bằng hai nâu lứa bà mà xin client và nó lướt mà mình đây thật trái để map tạo ao giờ client nó cứ miết một bài nâng. Ok hai trái là thế này cứ là so tăng hai trái nên ở này ai chơi use first available
bà nè nó khi ai pra hạ so tầm nê tầm bốn bà rứ có nè nó khi ai chơi hạ so na mối tang ở trại nè mà thì họ không cả này nít bà kê pra bà kê chơi hạ so y tang ở trại bà tại tụi tôi bàn pi server đại bàn đặt chúa thà lại xe nè ok hai connect app chỉ optional thế bà anh ấy tạo ra một credential cứ bấm pin username này là user account mình username này password bản chân này tạo cái bài chạm bài thế là sa dùng tạo cả đọc pin người sử dụng user user log cho tới cứ tạo bàn network trai chạy một đoạn chạm bài thuê và credential này thế này ok hai hai đi có số trai bà nè tóc nè đắng hai cái lẽ hai số cái bằng hai chân nè tóc nè giờ số đi trái bà đồng bay ơi và hai trái nâng tờ ơi client bà mà kháng tiết hai đi có số all trái chân bà sân là dương miên trái chấm bà điên ai ơi số all trái ok bà tọc máu nè tóc nè click supply ok bà hai complete bê đà apply ok hơi nè tóc nè tờ run gp update slap for đồng bay ơi viết tựa giờ cả cái plan nâng hai vì đồng rau ơi nên học này lock off và chân vai là so vai đồng bay lock off và hãy ai tự test cho mỗi client nè ok tỏ lời dân mơ ca demo và chạy tầng học này và chân dân đồng thư map network trái mỗi tự ơi và group user tầng off nâng nông domain là comment.com và đòi pra group policy preference ok chân dân mau server bị bọn đọc bí mà khi nhóm tư bậc ca OU mỗi giờ từ thứ nãy giờ, ok. Chẳng những cho tôi cần active directory user computer, mà ok, nơi khả năng domain này chúng ta có OU mỗi và đặt một tha A2, ok, khả năng OU A2 nó khi chúng miền sub OU và miền A2 computer. Ok, hai miền A2 user. Ok, trong A2 user khi miền user một chuẩn lớn. Và khi miền A2 user 1. Ok, chúng ta ơi đồ password test. Ok, hay chúng ta miền bà cát user mùi tiết A2 user 2 mà chắc chúng ta pra user A2 user 1 hay A2 user 2 nâng đầm bay testing mà đầm bay testing bà pi client mà nè ok ok chẳng dương khơi nhờ nó có OU A2 user nít dương miền pi user A2 user 1 hay A2 user 2 chẳng khi nhầm pra user pi nâng đồng bày thuộc cả testing pi client machine ok bạn chẳng dương trâu cho tự can bà group policy management bà đồng bày mà bậc cao group policy object tạm dạng group policy object chứ ai cầm nọc cài prai từ lơ user từ lơ computer hay cái nông ở tí hoa này cứ dương cài prai từ lơ user đầm bay map map vực trái mới đạo user chân dương màu tool mà nè tóc nít xoay ra group policy management ok mà chân ở vây đa kì ao dương thứ cứ ao map map vực trái đòi pra group policy preference từ ai group user nó không được mệt nè bản chân dương tra đăng tha dương thư cầm rất mà cứ dương thư cầm rất và dương thư cầm rất độ mệt nè ok bản chân khi mà pra default domain policy thì khi mà bật group policy object mấy và nên nó clear right click mouse khi nhớ create group policy object in this domain và chắc bà cao viên nông đồng mến cứ là comment.com hay cho viên nông đồng mến nâng tại một đoạn ok chứng nè nó có đặt cho một group policy object mà chúng ta thả map
a night work thrice to all user by using group policy preference. Sorry, group policy preference. Okay, chúng group policy of chị dưỡng ban bằng cao thấy hay ban chụp một cam domain và chúng số tha ta user từng ăn từ tour ban và try mui pi server nữa toàn bản đấy nè. Ok, chúng chấm hiện để dưỡng tao thuê và cứ tạo tăng tí mui bằng cao group sorry tí mui cứ share và folder mới tạo everyone hay bắt đầu mà bạn cho tạo cam group policy preference làm bài bắt group policy object. Ok, mình xem bắt group policy object muốn thấy ad ấy thôi là mới làm muốn có bạn đấy ở tạo group. Ok, tạo lâu nhưng cho tạo share folder mới và chương nó trải đi nít xem nó bắt folder mới và chúng đã xem một tha a to share data. Ok, mà A2 share data hay dùng share folder nâng máu right click vô viết property mà nên ổn này cho một tip sharing mà nhìn khơi nhờ A2 share data này cứ not share chân ổn share chân mình lấy tha ổn bàm chạy một lệch ai nè tới thế chân dùng click màu lại share. Ok, chân dùng mơ nè đại miễn sách mà cứ administrator tiền read tiền write hay trong này administrator này chỉ owner chúng dùng add everyone cho máu cứ dùng share everyone hay dùng add máu và hai permission sai dùng lại cầm nạp thế chúng đâm bay nghe sửa thế rồi viên client này server chúng ai tìm là đi tìm rái. Ok, hay dùng click share máu và ní cứ chỉ network share path và ok chúng dùng đàn máu và chúng network path này dùng copy về máu và đâm bay nghe sửa path cho nó về là dùng chạp đàm đồng lạc này cầm map network drive. Ok, hai dương mô advanced sharing đồng bây make sure tha và dương bàn share hai dương khơi share this folder. Ok, và chân chùm hiên tì mùi bỏ dương cư dương bàn vừa hai hai chùm hiên tì pi dương cho tập can group policies và management và hai dương ai edit group policy object để miễn sát rất là bậc cả. Ok, chân chùm hiên tì pi mình chùm bàn vừa hai thì sao chùm bàn bậc cả. Sorry, khi em ban bậc cao group policy object mới hay và nơi Chrome và domain là com này chấm chấm hết phần top cái dương edit và group policy object nhấn và đầm bay cầm nốt ca cái price nâng cao map network price tại our user chấm dương right click lên group policy object để dương ban bậc cao mình máu hơi giờ biết tha edit và chấm biết đây dương edit và nếu tăng ốc nia nâng khơi miên computer configuration miên ở user configuration và nâng dưỡng dưỡng map network drive tự ới group user tăng ốc và chứng dưỡng cài prá user configuration hơi dưỡng prá group policy preference và chứng dưỡng khơi nâng crom user configuration dưỡng miên bịa tha preference chứng dưỡng bởi lia bia máu và hơi dương phần lia Windows setting này sao nó cầm nọt cái price nó lờ Windows mà dương nó khơi miền trải map dương click về máu mà right click máu dương nhú hơi map price. Ok, bà chân nó tên là new drive property và đồ dương ban ảnh thị bài mình hay và action sẽ cầm phép để dương thử miền create, miền replace, miền update, miền delete và khi mình dây vào xa tiết và create này cứ dùng bậc cao map trái thamay mũi và replace mình đây thay dùng miền map trái chá hơi dùng lúc ở chá cháu chùm lúc đó thamay update tại tầng ca cái trái dùng miền map trái nâng hai tại dùng cái trái thì họ vì muốn trái lập thơ đã thả số ấm hay cõi mơ dùng cái tờ số ếp xì chứ mà hãy delete cứ delete thì nâng cháu thêm một đoàn chân bỏ dùng này cứ dùng tầng ca create và dùng bậc cao và map trái mũi và dùng create nè. Ok, bản chân location cứ ti tăng này share folder chân khi bạn copy hết dân thả về máu và chân cứ dân share folder chmota
A2 share the task the cloud version server people of being the I và group user thì order no domain I reconnect này tại tăng nâng pay the client và lock cho mà I be reconnect hai chmu và để share the client thì họ đặt chmu tha share và data for all chẳng mà tha data for all ok bà bắt đầu một tiết try letter mà nên tao không đi ai bà first available letter rồi có chữ rồi so na mối mà khi mình chữ rồi so thì họ tha so ấn ok bắt đầu mà cần lấy ai chỉ optional để tao nâng credential và ok xem xem prapra thế hơi hai ở số đi try đấy chữ số ai bớt xanh biến biến try chán ai show all try chẳng mà I click supply. Ok. Và chương trình này các bạn khơi. Và dương đường miền map network trái muối. Để chúng ta so tăng ở trái nó cứ so ấn. Và order lùng đáp với lịch muối. Và dương miền trái thì muối nâng. Đấy action cứ create. Và nick đi tăng này share. Và folder của dương. Hay reconnect cái chạy. Và chương đồng bây ơi. Vì tự tôi cho ở với dương bàn cái trái nâng. Nên các bạn PowerShell. Hãy run command gp update và đo clear mối slash false và chắc bằng không ơi viên tụi tôi cho và ở với thì dương bàn cài phải nè kì ok chắc viên đồng đâu ở dương log off là đo clear vai và so vai máu hay enter máu chắc viên log off hay dương log in cho nó vĩnh và bây giờ login cho mà hãy nè đọc này ai tự test cho mùi nâng client machine và chân nè đọc này ai test mùi client machine và nít cứ machine này client và đôi mơ trong diagram của dương nít và client nít chia machine window ok hai client nít ban cho domain hết chấm ai check ở nè tầng đọc này mơ tích và một sân client này bạn join domain và lật nông domain là lockmail.com ok hai client này dương lọc cho chỉ mua user m3 user 2 và chẳng mình xem trong pra a2 user 1 hay a2 user 2 chẳng khi mà switch user và pro user ok hai dương lọc cho chỉ mua user để dương bàn bằng cao mình và cứ user A2 mà user 1 hay password bỏ user 1 máu và chân P để dừng lọc cho máu mà user nâng nâng tập tuôn 3 nửa mà try mũi để share bị server ok ai thưa các T data được viên client này server bạn ok dừng đồng trăm viên tích ok, dương ai cho tôi check mới, dương cho tôi computer máu ok, chương trình này là ok, khơi miền là trái mũi và đây tôi bàn bị server, đây dương đặt thà data for all hay so tăng trái, cứ so ăn đi ok, không chỉ lo mà này, cứ xâm rạp nhầm xe pi mà xin bật bọc nhầm mà xin đi tế, đồng bây nghe xưa đồng ca tế data thì nó chỉ một nghe chùm nuôi để ai xe đòi pra cầm thì tệ tầng một chút bọc cái này ok chẳng còn ít chia ở vây để dương ban map bí server mình mọi client ok chẳng bởi dương trong ai ở vây từ server để xa permission lửa server dương ai từng đi từng rái dương ai bắt cả folder mùi máu nó không nông ở này vương trái nâng mà thì hồi dương đã tha I am A2 user 1 ok hồi dương miền pha lây mà chỉ luôn đồng máu ok dương ai tự check mơ là lửa server và dương ai mà check mơ lửa server này server dương cho tờ trải đi và folder để dương ba xe nó chỉ một thả a2 xe data
dân từ tôi bàn pi và client hay server trong ai ấy từ client với mà dân ai share pi và copy và ta đã nó trong folder để share nó tới ok và khi mà các folder mới tiếp nó trong folder và a to share data này thì họ thà I am server 2012 ok hay dân miền ở file ấy mà chẳng nốn mắc nhưng mà các file mà chẳng nốn ok, nè tập này ai mà check mơ lời client và ok, khơi như I'm server hay khơi như mình file là server share ok, chứng tệ tầng map trái cứ dừng miền phiếp nghỉ xuống nông ca và tế rồi viên client hay server ok, nè tập này ai nó lơ một sân client đi và tôi bây nè tập này lock cho user nào cả đói có tập tôi ba là trái mùi đáy chứng khi switch user mà dù mơ dừng cổ phương lock cho chỉ mùi nâng A2 user 1 hay là dừng switch tập can là A2 user 2 mà đời xa group policy object và dương ban và shop via cộng đặt domain và chứng user từ on được domain nâng nâng từ ban map và trải nâng mới server và dùng rung trang viên tích ok, chúng ta đọc này ai được check mới là và là user A2 user này và A2 user 2 này và nên đọc này khơi những tổ tổ ban mà network trai mới bị server đã ok nhưng ai bắt cả A1 máu, share A1 máu ok thì họ tha I'm A2 user 2 ok bản chân bản nít đã tăng nâng ca map network drive để prapra group policy preferred. Ok, chúng dương miên ở tí ho bà activity và to tiết. Ok, hơi tệ tâm nâng understanding map drive item này chúng bạn ạ bài hơi và được create this và bắt cả new map drive xong rạp user delete này lục map drive bị user replace và mình đây là delete lục chắc hơi chúng luôn một bình đòi map drive thamay hay update và những cái prai ca cầm nọ map trai để miễn sập nâng ở thì họ đôi chỉ những đồ trai là thời chỉ đám đồ so trai là thời chỉ đám và hơi location thì tăng và này share folder và để những bạn share lên server bị phong là pin nâng chẳng tập shop chỉ mua slash pin đó chung một sân server hay và shop chỉ mua chung một share và những share folder và những nâng hay location này dương ai prapra vi bán không cả này là action và dương chia create và replace rồi update và đi còn này thì cứ dương sale và map trái những tờ can user sập chính và trước đây là user log cho nó cứ vi còn này tờ can map trái nó là swipe của tại một đó hay dương ai chỉ vừa vi bán không cả này là action và dương create, replace, recall, update. Và label A được chúng bạn A tỷ bài thẳng đám ấy cứ và tệ tâm nâng bà hai chứ một xe tờ ơi và user đôi dương mình bạn đã tha mà mình dương bạn đã tha data for all list mà anh chẳng biết nâng bằng hai cho nâng mọi user ok mà ok ai pra pra vi bán nâng cả này action create, replace, recall, update và trái lập thế là so ta ngoài trái đối với dương mình đã so ấn hay cần lệnh anh ấy tệ tương và implement trái map using grid control và tệ tương nâng pra user account bởi tiệm tọt nè ok và hai hai được số nhưng mà anh ta bài hai lẽ số cứ bằng hai trái ok và chương trình cho đó là và scam một phép mối tiết và tệ tương nâng map
nay bước trái để prapra group policy preferred là đấy, bắt đầu từ ai group user nó không OU và một nâng cứ ai group user nó không và domain và tụi bây giờ lock cho user đang đòi và chương trình mơ ở vậy để dương ban thưa vì muốn cứ ai group user nó không domain đấy những cái chương nó không domain đấy chương miền ở user trang mình tên nó không OU user này và nó không OUAT user và nó không OU E4 user thì dương admin miền user và IT thì dương miền ở user một chữ luôn và MC user thì dương miền user một chữ luôn hay nó không OU user này và dương miền user chỉ làm chẳng miền đây tha user từng nó không domain nó nâng từ tool bar nở và map này vương trái mùi và nó chụp phù activity thì mùi và activity thì bây giờ đừng thưa ai để user nó không OU nào mùi và chẳng một tốt bây xem lọc chôn mà can OU âm 3 user đó còn đừng tốt ban map trái được mùi đài rồi giờ mới xem switch user chôn mà OU âm chôn mà user nó không OU âm 3 user âm 3 user mà âm 3 user 1 ok chương trình ai chị mới và nick nhận đọc nick khơi nhờ data for all this và nick tại ta mà bây được xem xe bị muốn hay xem bạn được liên chào vinh tế nên đọc nick ai cầm oi cho lóc nhưng đi cầm lại với cháu vinh ok chương trình đọc nick khơi nhờ group user từ các nông domain nước nước từ tour bán và map trải mùi bí sơ vờ và chân là không sẽ cảm thấy tí bí nhưng ai group user nó không ô dù nà mùi và chân đồng nôm đôi kia bé bật mà còn là dương bà cát group policy object mà cho bí cầm rất ô dù và hai dương miên activity bà tí bây mùi tiết chăm khiêm thơ sở rộp tên ọt tại một đó và tệ tăng tình nâng bà sắp đi quota và chẳng dương sắp đi space và đời xa tôi là dương map trái để ọt ban cầm nọt đi quota miên đây thà user nâng nâng tự tuôn ban space bình linh và cứ space bình mà trái nâng tại một đoàn và dù mơ nâng cạn này bởi dương mình dương ban share folder và pi trái đi và dương ban share folder pi trái đi và nâng cạn map trái nâng dương share folder pi trái đi hay trái đi bởi dương ní và những khơi miền space của viết cứ môi cho và cao phần buôn chi cả bài chắc những khơi user thì môi nè mà tôi bán cứ môi cho cao phần buôn chi cả bài cứ tôi bán space pin link đây trái để folder nó thật nâu tại một đó và ok chắc ca đại dương ở ban cầm nó đi quota bẹp nắng ở ban cầm nó đi space bẹp nắng và vì ai bật chơm bằng bánh hát rồi xa display của dưỡng miên cầm lất chẳng dưỡng ai cầm lất all user thì mùi nó nơi display xây xây khi mà và user để chia manager dưỡng ai bà man chẳng máu user để chia senior ai bà man chẳng máu officer dưỡng ai bà man chẳng máu và sau này dưỡng ai bàn cầm lất và đi quota tới display tới user thì mùi nó nâng tựa bàn và bình linh này và tổng hôm bọt rai đại folder xe được thật nợ ok chẳng bà đâm bay cầm nọt ở đi quota bà chẳng tí mũi nè tổng hợp nì chạp đam đồng ca này mẹp rai đổi kia ai bà tọp máu bà nè tổng hợp nì chạp đam ở cầm nọt đi quota bà chẳng chạp đam đồng cầm nọt đi quota ní cứ nè tổng hợp nì cho tập can rai đại folder xe được thật nợ và tí hoa tha bà sân là dương xe folder nó trái xì bạn chân dương right click lựa trái để folder nâng thật nâu máu nằm bây cầm nọt đi phô tá nên ọc nia chôn mà property và tọp máu nâng nâng bà property này trái nâng nên ọc nia xoay ra thêm mỗi chmô thật phô tá và phô tá chân bài default và thêm chmô thật phô tá nâng this phô tá system is by default mình active chân nghe và by default cứ disable và lý do sao dương ban bà về được bà cả hết mà hơi enable quota mà chỉ muốn deselect deny display deselect hơi we select do not limit display bà chắc là bây active
và nè tao click enable quota management và enable quota management nó anh nhau ở dương manage this space mà p là dương share và tao và client nè hỡi nè tao click tao thích deny this space to user exceeding quota limit và chân nè tao click tao click deny this space to user exceeding quota limit và nếu cứ ở ao user nó pra display nó lơ pi ở vậy để dân bạn cùng nói thế nè ok hai nè tao nè tao đâu pi do not limit this usage mà limit this space to và trước đây tao nè trong xe display nó tao user nó bảo mạng ở thì hơn cả này nè cái ao 80 megabyte hay sub warning level 2 và chân cầm lập warning p để pra o nông sản thì nó đã chất sập megabyte p pra o chất sập megabyte vì miền warning mùi ok hai bắt đầu bắt tiếp tại tao nó select quota lock option for this volume và nè tao ai select và take lại nhờ lock event when user exit their quota chân ai biết bà hai chỉ lock message mới tại tao nó nâng lock file nâng p để user pra và đo cầm rắp ok để dân bạn cầm nót hơi mùi tiết lock event when user exit their warning ok chẳng ai record được lần lock file nó bị để user pra đo cầm rắp warning để dân bạn cầm nót thẳng lưu đi ok hơi chấm nói tại tao là quota entry và dân ai cho the quota entry đồng bệnh cầm nót user và đi mùi ok, bây giờ là dùng up come up specific user nào mới thế, we apply to the group user. Ok, bắt đầu máu nên ok này click apply hay ok máu hay nên ok này ai từ test chỉ mua client mà về lúc client nâng từ tôi bàn display từ tam ca come up. Ok, tỏ lời dùng mơ từng ok này và trước khi chúng tôi tp hay tp nâng cứ room và chỗ này tại một đó và chẳng dùng map network try ai user nó có OU là muối và bắt đầu máu dương cầm nọt đi vô tả ok chứ dương máu server và pi pon là pi và dương và chứ dương chạp đam là nó ca này ca map này vượt trái và chứ tí muối cứ dương share folder muối và ok và chứ dương bắt đầu folder muối tiết máu nó không trái đi và ok, chúng đã tha share for a to user o use. Ba, ok, chẳng dương share oi tại a to user. Ba, oi tại user nó không ở ba A to user OU thì và chương này tôi click right click để về máu hay máu property sharing ok và share ok chương như specific máu và find people hay xem ai tại user nó không ở OU user thế chương miền A to chương ai check mà chương cơ miền ok A to user one A to user two và chương như share IP user nữa ok và hơi chương click ok máu ok permission mà tiếng pi nó xem ai tiếng read tiếng write ok hai dân click share máu mà lấy tia ti tăng này share và folder và dưới dân đàn máu hai copy và network path đi màu và chân chùm hiên ti mui và dưới tia tổng ca share folder từ ai user nó không nông và A2 và user OU nó cứ dân bàn thử hỏi hay dân make sure lại advanced sharing nó chỉ cứ ta bàn share hỏi ok chứng dân chấp đam cho tập can group policy management và đảm bay bậc cao group policy object và chứng dân mau server manager và dashboard này server manager mau tool dân mau group policy management ok dân thưa cầm rập OU và chương nó không OU và A2 user nick xem bậc cao group policy object mới
và chương dương right click điều viên máu create a group policy object in this domain and link it here chương dương bật group policy object nó không domain nó cứ domain lacma.com còn tái dương cho nó không ou năng cứ ou a to user chương miên tái thiệt bỏ a to user thế đã từ tôi giờ policy về để dương cải phải năng và user nó không ou say say thiết up tôi giờ thế này ok và chương dương create viên máu và hai đại chung group policy object thì họ tha map drive và map network drive for a to user ou ok ai dừng click ok mà và chương dương khởi tha group policy object và dương và tàu ban bằng card hơi dương ban cho vi chỉ mui đường ou a to user và dương ban bằng card group policy object hơi này nó khi ai check bằng lại nó khởi đấy ok và hơi dương ban cho vi chỉ mui đường và a to user ou ok chương số tha user nó không và a to user ou này tàu ban map network drive nè và ập toàn tụi bạn thế rồi xa dương ập toàn bạn cài prai group policy object nè và trên bộ topic của các group policy object hay nè ở kia cài prai viết nè ở kia right click máu right click lên group policy object để bạn bằng cài máu giờ bị edit và chân edit đôi dương bạn ati bài hơi cứ dương ai cài prai lên computer configuration hay nè lên user tại sản phẩm សកម្មភាពរបស់យើងនេះគឺយើងកែប្រែលើ use configuration ដោយសារយើងម៉េបណេតវើករ៉ៃទៅឲ្យ user នៅក្នុង OU អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់គ្រប់ policy preference យើងពលា preference នេះមក window setting ហើយត្រៃម៉េប right click មក new map drive អូខេបាទអញ្ចឹងកន្លែង action គឺយើងយក create អូខេហើយ location យើងបានកូពី บ่าแมทเวิร์คพาไฮส์บ่าโอเครีคอนเนคยังบ้านอธิบายให้เหมือนខ្ញុំដាក់ឈ្មោះแชร์นั้นថาfor user in a2 user ou okay hi asotrice và ok khi em giờ asot thì họ ta asot t ok và hãy show this drive hãy show all drive ok top đó click apply ok chẳng dừng khơi nhờ dừng bàn bật cao map map được drive mới hay asot xong call drive đi asot t ok order dừng tìm mới và action create và nick tìm tăng này share và folder và dưỡng hay reconnect yes và chương dương run gp update slack for đồng bây viên tụi cho cả cái prá gp update và gp nó cứ group policy và update đọc clear slack for tại sao rõ cả cái prá group policy đồng bây viên tụi cho cả update nên đọc clear run gp update slack for ok chương p để dùng ram gp update slack for hỏi nên ok click yes và buy đồng bay log off computer ok chương nhận ok click log in về một bình máu ok incorrect sorry ok chẳng phê để dừng log in server hết dừng ai mà test cho mùi client mà khi em ở toàn ban cũng nó đi quota là lấy này mà
Okay, tính tiết chăm dương và to cộng lại đi khô tá. Ok, chăm dương mà chết mà khai ấn. Và chăm khai ấn ấy chăm lọc cho chìa mùi nâng user mà A2 user 1 hay nâng A2 user 2 và A2 user 1. Và nét ọc này ai chết mơ, sorry. Ok, ở tốt khuyên tụi tốt 3 nửa lời tế, chẳng đẹp ổn khí ai RAM GP update. Mà, nằm bây viên tụi tốt cho cả update bị server GP update slot for. Ok, dừng vai vai đồng bay log off client machine. Và hơi dừng log in cho mình máu. A2 user 1. A2 user 1. Ok, chúng ta đọc nha bàn khuyến cư tụi tôi bàn trái đại dương map mình nâng cư for user in A2 user o use hay đại chung một trái cư assorties. Ok, và chung một trái cư assorties. Và bàn tay đọc nha chạp bà rộng dân lưu display. Và cư dương tụi tôi bàn ping link. Và P trái D này server cư mỗi cho cao bộ bốn chi cả bài đấy. Ok, bà chứng nè tầng ốc này ai chạp đàm cầm nọt đi khô tá. Bà chứng dương mơ chùm hiên này ca cầm nọt đi khô tá. Bà chứng mà server bị bọn ở pi bà dương hay cho tầng cam trái đá folder bàn xe chứng dương bàn xe nâng nâng trái đi. Bà chứng nè tầng ốc này rai click lửa trái nâng máu ai mà property. Bà nè tầng ốc này xoay như nó thép chứ mô thà quota. Ok, chẳng bài default net ok nếu khởi status của vía this quota are disabled. Và chẳng this quota trong bàn kể bất. Và chẳng bên đây tha user này mùi bây giờ tôi bàn mai bước trai phí server nó cứ ai pra display nó cứ ping lên tại một đoàn nha. Và chẳng dương cho mà enable vía và enable và quota management. Và đồng bây dương ai manage display hơi dừng thích cái line deny display to user exceeding quota limit. Và chứng dừng ham user ở đây pra lơ ở đây để dừng màn cộng nọt được tế. Và tệ tăng tầng nâng và select default quota limit for new user of this volume. Cứ dừng màu đô vì do not limit this usage màu limit usage. Và ở tiêu hồ khi cầm nọt ở gọt pram rồi megabytes. Ok, hai pra ở buôn rồi chất megabytes ở vò ní mà megabytes. Ok, bắt đầu máu tệ tên nâng select quota lock option for this volume. Mà nên ọc này ai thích biệt tầm pi cơ bán, mình thích cơ bán. Và ok, hai tệ tên nâng quota increase. Mà dương ai select user nào mới. Và ok, và anh ấy user để miền sạp bình muốn được xem bạn thử biết. Và chương trình ốc này ai add và new quota entries. Ok, user bởi dưỡng cứ miền A2 nên ốc này ai check name bì máu. Và miền A2 user 1, A2 user 2. Ok, dưỡng add bì chỗ máu. Ok, hai và limit is Spanish. Và dân ai mà pram megabyte hay warning mình cứ dân ai buôn rồi chất rồi warning. Ok, dân click ok máu. Ok, chân dân khơi tệ tên là user bởi dân mà A1 mà A2. Ok, A1
bà dừng khơi ở mong dứt dừng ở toàn miền cả pra display nâng ở nó lại ở số bài ok quota limit mà pram rồi megabyte ok hay bà warning là vong buôn rồi chật oh sorry kalo và ai đâu mà mê bánh mắt okay. Chúng đã kalo ok, nếu đồ mà mê mình đài móc mà mê cả bái hay person thích giúp mà số tiền rồi ok, mà những ai refresh vì mà. Ok, chân ca tổng lập đi quota mà nó lưu server bằng năng chìa ca site mà nè tổng lập này ai mà check mời mùi client và chân client này nè tổng lập này refresh vì mùi móc bà nè tao kia nâng khơi anh ta bà display để tôi ban vì server lâu nít cứ bà áp đôi vì muốn tế nè tao kia khơi anh ta ban tại pram rồi bà megabyte thế bà ban tại pram rồi megabyte thế nhé ok bà chân chỉ ca cua về để nè tao kia map trái từ ai client bà cua tai cầm nọt bà dis quota và đồng bày cả pra display nâng viên miền ở percent tập hiệp này ok ai cũng nói tha user na ban bảo man user na ban bảo man nó chia riêng và đại dương cua tại đẹp trọng và chân xâm rạp và mong cõi dương nâng cho là activity mùi tiết cứ và ca pia user asset drive pi computer bà bọc luôn ấy nó nói pra group policy object bà by default bà pel đã user log cho một sân client nào mới để join domain từ can server people đọc pi để chia domain controller bà cứ group drive tiếng on đây một sân luôn ấy nó user nó ai pra bà chẳng một sân là dương trong bật sân bà user ở ao ở pra drive nào mới để tiêu hoa drive C bà để tục nơi bà bọn bọn bạc cá lại còn thưa ấy bà đẹp ra tới vì ai bà cho mừng bảnh hạp xếp xếp bà chẳng dương ai ca bìa ở ao dư sớ nâng bà trái nà mùi bà bà chẳng nít xâm rạp bà mau cỏ dương nâng thưa activity tí buồn bà hay bà group policy object bà chẳng khi ông dây bà xâm khai lần với nhà vây để dương bà riêng xâm rạp mau nít bà tiết tên nâng implement group policy nâng bà cứ dương ai bà cầm nọt ca cài prai từ lưu user từ lưu computer đồng bây cầm nọt thà user nâng ai thua ấy computer nâng ai thua ấy user nâng mình ai thua ấy computer nâng mình ai thua ấy bà chân đồng bây cầm nọt ca cài prai nâng bán bà nè tầng ọc nha trong miên group policy object những ai pra group policy object để miên sạp có bán rứ có pra group policy object thamay hay đồng bây ai group crowd từ lưu group policy object nhật bán à nè tầng ọc nha trong bá group policy management bà ba group policy management ok bà chân hình như dây sẵn khai lần vĩnh bà hơi group policy management nâng mà nè tầng ọc nha ai cầm nọt cả cái privacy nhận từ lưu user từ lưu computer bà hơi dương ban sắc xa chụp nội mối tiết tại tầng nâng group policy preference bà đại group policy preference ấy cứ chia bọn đông ca nghe bọn time xong rạp client mà đại kê ban nai nôm bà ở school nâng nông Windows server bì bọn bầy máu ok bà hơi kê pra viết đồng bầy bà cam mục nghề nơi group policy object để vì ai chui ca nghe bàn chạm nơi những bàn ảnh thị bài mênh miên tại tầng map network drive tại tầng nâng mảnh nách local printer network printer mà này tự lưu ca bậc ca cài prai ca lục folder và tệ tương nâng remote tam VPN này chỉ đang ok mà này tự lưu local user account này chỉ đang bà chân xâm rạp ngày nâng dương bà xâm rạp trầm bằng nâng hay ở con chân dùm bố ca chô rùm bỏ nè tọc này bà chân dương bà xâm rạp bằng nâng ở con